Yolai mới nha mấy chị ơi. Em lên quần Big Ghi nè, Big Ghi mới về hàng. Rồi Yolai tương tác giúp em, chia sẻ like giùm em nha. Yolai tương tác chia sẻ like nha mấy chị ơi. Rồi vô like giúp em nha, tương tác giúp em, chia sẻ like giùm em mấy chị. Lên quần Big Ghi cho mình. Quần này mới về hàng, hai màu. Rồi vô like nha mấy chị ơi. Vô like nha. Ai đang xem like cho em xin chấm tương tác nha mấy chị nha. Có cạn không á? Trời. Thiệt luôn á, uống đá không phải là thấy liều luôn á. Đúng không? Nãy chị đang bình thường luôn á. Rồi vô like giúp em nha mấy chị ơi. Vô like giùm em nha. Lên quần biết đưa cho mình là quần này về được hai màu, màu nâu với màu đen giùm em, hai màu. Quần này em về được hai màu là nâu với đen, quần biết ghi form rất là đẹp luôn. Rồi lưng là lưng keo nha. Vô like giúp em mấy chị ơi, tương tác giùm em, chia sẻ like giùm em. Quần đang mang này sẽ có size S nè, size M, size L. Size L luôn đúng không? S, M, L, XL. 4 size nha mấy chị nha. S, M, L, XL 4 size. Em có màu nâu với màu đen hai màu. 125.000. Rồi vô like tương tác giúp em, chia sẻ like giùm em nha mấy chị nha. Tương tác chia sẻ like giùm em. 125 S, M, L, XL 4 size và em có hai màu. Rồi vô like mấy chị ơi. Sao rồi áo đang mang là có màu da nè mấy chị, vô like giúp em nha. Áo đang mang nè, chia sẻ like giùm em nha mấy chị nha. Áo đang mang là hàng đây, rất là xinh, rất là đẹp luôn. Rồi vô like mấy chị ơi. Sao ta này chết đi chứ. Rồi vô like giúp em nha mấy chị. Áo là 115.000, quần là 125. Áo nè, áo này rất là đẹp luôn mấy chị. Rồi form này 40 đến 60 kg mang vừa giúp em nha. Áo này nó co giãn nhiều lắm, 40 kg đến 60, 65 kg mấy chị mang vẫn vừa luôn nha. Đây nè. Em có là màu, màu em mặc là màu kem nè. Màu này em là màu ruốt. Màu này em là màu kem đất. Màu đen. Rồi màu này như là màu đen nha mấy chị ơi, chia sẻ like giúp em. Màu xanh với màu bơ, áo này nhiều màu á. Đen nè, kem nè, hồng ruốt nè, màu kem đất. Màu xanh với màu bơ luôn. Rồi vô like giúp em nha mấy chị ơi. Áo là 115.000 giùm em nha. Áo là hàng 115, quần là 125.000, quần Big Ghi. Quần Big Ghi là 125 giúp em, quần này mới về hàng. Mẫu này đơn giản nè mấy chị, mẫu này đơn giản luôn nha. Màu nâu với là màu đen hai màu giúp em. Áo là 115, còn quần là 125.000. Áo có màu xanh nhạt nữa nè. Rồi vô like giúp em nha mấy chị ơi, vô like chia sẻ like lại giùm em luôn nha. Áo là 115.000, còn quần là 125 luôn giúp em mấy chị. Áo này hàng xịn đẹp lắm luôn. Áo này hàng rất xịn và rất đẹp luôn giùm em nha. Vô like tương tác giúp em, chia sẻ like lại giùm em luôn mấy chị ơi. Quần 125, áo là 115. Quần là 125.000, áo là 115.000 nha mấy chị nha. Ai lấy thì comment lên giùm em là áo 115 kèm màu. Màu này như là màu xanh da, màu xanh da trời nè. Màu bơ. Màu bơ nè mấy chị, màu đen, màu hồng ruốt, màu kem đất và màu mang là màu da nha. Chị lấy màu gì comment màu đó luôn giúp em mấy chị ơi. Còn quần là 125.000. Quần là 125 nha mấy chị nha. Quần 125 có size S, size M, size L và size XL luôn. Quần là 125, áo là 115 nha mấy chị nha. Rồi vô like lại giúp em, tương tác giùm em, chia sẻ like giùm em luôn mấy chị. Áo này form cực kỳ đẹp luôn á. Hàng này hàng 115 nha mấy chị. Vải rất là đẹp luôn giúp em. Áo này nó siêu co giãn luôn, người mình tới đâu sẽ ôm tới đó luôn mấy chị. Mẫu này mấy chị có thể làm khót được luôn nha, tại nút mở ra được luôn giúp em. Rồi lên giùm em nha mấy chị ơi.
lên giùm em là, ủa chị đó có cho địa chỉ không? Mà sao nó cho địa chỉ rồi? Mầm non sinh thái á. Mầm non sinh thái á. Rồi chia sẻ like giúp em nha mấy chị ơi, chia sẻ like giùm em luôn. Rồi, đầm rin này này em còn sót mình vài cái, vô like tương tác giúp em, chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Thôi, em làm như ngày hôm qua á. Rồi, vô like nha mấy chị ơi. Chờ đông đông người xem xíu em lên hàng sale cho mình đi. Cái đầm rin này em còn sót cho mấy chị có vài cái thôi. Đầm rin này form từ 40kg nè, đến tầm 40 đến tầm 56 57 cái mang vừa. Đầm rin này em sẽ lên đầu like cho mấy chị, giá là 65 ngàn một đầm. Đầm rin nha mấy chị nha. Đầm rin 65 ngàn một đầm. Rồi vô like tương tác giúp em, chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Tương tác giùm em, chia sẻ like lên giùm em nha mấy chị nha. Ế có rồi nè, có thông báo rồi Hồng Thùy Dương. Hình hầu như khách không có nhận được thông báo. Chia sẻ like giúp em nha. Rồi đầm rin này lên tặng đầu like cho mấy chị giá 65 ngàn. Đầm rin hàng 115 á. Quần em có hai màu, màu nâu với màu đen. Quần có hai màu mấy chị, nâu với đen. Quần em đang là màu nâu nè. 125 ngàn màu nâu mấy chị. 125 màu nâu. Em đang mang là size S. Em đang mang là size S đây mấy chị ơi. SML, XL. Quần là 125, áo là hàng 115. Áo là hàng 115 nè, 115 ngàn, có nhiều màu luôn nha chị Thu Thảo ơi. Quần là có hai màu, quần là có đen với có nâu hai màu thôi nha. Đen với nâu hai màu giúp em. Chị Thu hồi áo màu kem 115 nè. Áo này có màu luôn đó chị. Rồi chia sẻ like giúp em. Chị Thu hồi ơi, nhắn giúp em địa chỉ qua tin nhắn nha chị Thu hồi. Cho em địa chỉ qua tin nhắn luôn. Áo là em sẽ có cho mình là màu kem nè. Màu này comment lên em là màu xanh. Xong rồi cứ comment tiếp tục ở dưới nha, em thiệt nhiều cũng luôn luôn. Màu xanh da trời mấy chị. Màu xanh da trời giùm em nè. Màu bơ 115 ngàn áo. Áo 115 ngàn màu bơ mấy chị. Màu bơ. Màu này lên em là màu kem đất. Áo là hàng 115 khót được nha. Mở nút ra khót được nha mấy chị nha. Màu này em màu kem đất 115. Màu này lên là màu ruốc nha mấy chị nha. Màu ruốc 115 ngàn màu ruốc. Vải mịn ơi là mịn luôn, dài dặn, co giãn, cầm nặng tay. Còn mình em là màu ruốc 115, mà màu đen 115 ngàn. Đây nha chị Thu Thảo ơi, lấy màu gì con mình màu đó luôn giúp em nha. Chia sẻ like giùm em mấy chị ơi. Rồi, quần là 125, có màu đen, màu nâu hai màu mấy chị, quần đen, quần nâu hai màu giúp em 125 nha. Còn áo là 115 ngàn. Đó, chị nào thích màu gì con mình màu đó luôn giúp em. 115 đen nè, hồng ruốc nè, kem đất, màu bơ nha, màu xanh da trời. Màu em đang là màu kim. Rồi ai lấy màu gì con mình màu giúp em nha mấy chị nha. Áo 115 kèm màu. Là một mẫu không Vinh hay Mi? Là đông mẫu, mẫu. Mẫu. Rồi màu bơ với màu ruốc á chị, bánh gẹo. Rồi ok chị, bánh gẹo bơ với ruốc. Chia sẻ like giúp em nha mấy chị ơi. Đầm rin này, đầm rin này form 40 đến tầm 55, 56, 57 cái men vừa, vải co giãn. Vải co giãn luôn mấy chị, đầm rin này chốt mình đầu like giá 65 ngàn. 65 ngàn đầu like. Rồi, ở sau có xỉ luôn giúp em nha. Cái này mấy chị mặc với lại áo, áo thun màu trắng, tay ngắn, tay dài. Áo len bên trong thành dạng yếm cũng được luôn á mấy chị. Rất là đẹp luôn nè. Rồi comment em là đầm rin nha, đầu like 65 ngàn đầm rin. Đầu like 65 ngàn đầm rin mấy chị, con mình đầm rin 65 ngàn đầu like. Rồi chia sẻ like giúp em nha mấy chị ơi. Rồi cái mẻ ghi lên này em lên đầu like cho mấy chị, giá siêu rẻ. Con mình lên em ghi lên nè, 40kg đến 60kg men vừa. Hàng 129 ngàn nè. Hàng 129 mấy chị ơi, em để mấy chị đầu like giá là 59 ngàn đầu like. Ai lấy thì con mình lên giúp em áo len 59 ngàn nha mấy chị nha. Áo len 59 ngàn đầu like giúp em, 40 đến 60 men vừa. Đây, xịn đẹp lắm luôn mấy chị. Áo len nha, ghi lê đầu like. Lên giúp em là áo 59 ngàn đầu like, từ 40kg đến 60kg men vừa. Chia sẻ like giúp em nha, chỗ này giá 59 ngàn đầu like.
Rồi tương tác giùm em, chia sẻ like giúp em nha mấy chị ơi. Tương tác giúp em, chia sẻ like giùm em nha. Quần có hai màu á chị, có màu đen nữa. Quần là màu đen với màu nâu, hai màu giùm em. Rồi áo là 115.000 nha mấy chị nha. Ai lấy áo con mình áo 115 kèm màu. Quần 125 nâu đen, hai màu kèm size. Quần là có size S, size M, size L và size XL. Nói chung quần này em nhiều size, em đang mang size S nha mấy chị nha. 125 quần áo là 115. Rồi chị nào lấy màu về comment màu giúp em nha. Áo này chốt đầu like giá là 59.000 đầu like mấy chị, áo ghi lê. Ghi lê giùm em nha. Dạng len của nó là len như thế này luôn. Chốt rất là xịn và rất là đẹp luôn. Mẫu này chỉ chốt trên like thôi nha. 59.000 đầu like giùm em. Ai lấy thì comment lên là lên em lại ghi lên 59. Rồi ghi lên 59.000 đầu like nha mấy chị. Rồi cho mấy lạnh. Áo 59 đó chị bánh kẹo. Mấy lạnh 24 độ em, nóng rồi. Rồi tương tác giúp em, chia sẻ like giùm em mấy chị ơi. Áo này áo xanh này hôm trước xem như quên rồi ta. Trời, áo này hôm trước mấy chị nhớ áo này không? Cái áo này nữa nè, quá chừng người chốt luôn mấy chị. Đơn này shipper trẻ giờ cho em nè. 40 đến 60 kg mang quần, con mình em là xanh 69. Áo này hôm trước nhiều chị muốn mua mà không có hàng nè, không có còn hàng. Shipper trẻ về hai cái nè. Em sale rẻ cái này luôn còn 59.000. Ai lấy hồng 59 con mình lên giùm em nè. 40 đến 60 mang vừa. Hồng 59 mấy chị. Hồng 59. Cái này lên em là xanh. Xanh này comment lên em là xanh 69 là giá sale cho mình đó. Xanh nha mấy chị nha. Form này từ 40 đến 60 men vừa. Xanh 69 thì Thanh Thư. Rồi hồng dùm em là hồng 59.000 hồng mấy chị, 40 đến 60 men vừa. Comment em là hồng này để mấy chị còn 59 luôn nha. Rất là rẻ, rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Áo này bữa trước sale còn nhiêu? 89.000 đúng không? Hôm nay sale mấy chị còn 59 luôn. Super trẻ giờ mới còn nè. Hôm trước là không có hàng luôn á. Comment lên dùm em nha mấy chị ơi. Rồi tương tác với em, chia sẻ like giùm em. Rồi áo hồng 59, ai lấy hồng 59 comment là em là hồng 59 nha mấy chị nha. 40 đến 60 kg là men ok vừa hết. Hồng 59, chia sẻ like giùm em nha mấy chị nha, chia sẻ like giúp em. Rồi cái đầm này em là đầm nâu. Đầm 2 dây nâu mấy chị. Vải co giãn nhiều luôn, form này từ 40 đến 60 kg mấy chị sẽ men vừa. Comment lên giùm em là đầm 2 dây nâu. Quần đang mang là 125, em có hai màu. Đây giùm anh Thú Xuyên thôi. Có màu nâu và màu đen, hai màu quần biết ghi. Áo hồng 59 đó chị Nguyễn Nhung. Lên giúp em nha mấy chị ơi. Lên giùm em là cái quần này 125.000, màu đen, màu nâu hai màu 125. Đen nâu hai màu 125 mấy chị, màu nâu đang mang à. Quần là form biết ghi giúp em nha mấy chị nha. Quần này form biết ghi 125.000 một quần. 125 một quần giùm em nha, nâu với đen hai màu. S, M, L, XL luôn, nhiều size. Size S, size M, size L và size XL luôn giúp em nha mấy chị nha. Ai lấy comment lên em là quần 125.000 kèm màu kèm size, form biết ghi, mẫu này mới về hàng. Rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Đơn giản rất đẹp luôn giúp em nha. S, M, L, XL. Rồi S, M, L, XL giùm em nha. Rồi chờ xíu em đo eo cho. Comment là em là đầm nâu này, còn cái cuối cùng là mấy chị 85.000. Ai lấy đầm nâu 85 comment lên giúp em luôn mấy chị. Form này từ 40kg này đến 60kg men vừa đầm len. Yêu 80 chứ mặc XL ở mi tròn. Ủa em đâu mà yêu 80 chứ mi tròn. Yêu đâu mà thấy ốm rồi ta. Thấy ốm mà sao yêu tới 80. Yêu trên nha, đo yêu trên đừng đo yêu dưới. Đo yêu trên á. Rồi comment lên giúp em là áo đầm nâu mấy chị ơi, đầm 2 dây nâu để mình còn 85.000 2 dây nâu. Ai lấy thì comment lên giúp em nha. Ai lấy thì comment lên giúp em luôn mấy chị ơi. 2 dây nâu. Rồi áo này sale 59.000 nè. Quần nâu size là chị An Nguyễn. 125 một quần mấy chị nhận hàng mấy chị sẽ rất là ưng ý, lưng là lưng cao. Kiểu dáng của nó đơn giản mấy chị ơi. Kiểu đơn giản dễ mang luôn giùm em nha. Nâu với đen hai màu là hai cái màu dễ phối đồ nhất luôn á. 125.000 một quần. S, M, L, XL. Mi tròn lấy size XL luôn cho em cho thoải mái. Rồi à, rồi áo này lên đầu like cho mấy chị 59.000. Ai lấy thì comment lên đây là áo 59 nha mấy chị nha. Áo ghi lơ. Áo này hàng 129.000. Để đầu like mấy chị bán tặng 59.000. Ai lấy chốt lên giúp em là áo 59. Ai lấy comment lên em là áo 59 nha mấy chị nha. Form 40 đến 60 men vừa comment em áo 59. Rồi cái bộ tim hồng nè.
Áo đang mang là hàng 115 á mấy chị ơi, em có màu nha. Màu đen XL cho mi tròn. Áo đang mang ghé ok nè. Áo đang mang là hàng 115 ngàn mấy chị. Hàng 115. Áo 59 chị Trang Duy ghé. Trang Duy áo 59 ghé ok nè. Con mình lên giùm em nha mấy chị ơi. Lên giúp em này xếp tim. Tim nè mấy chị ơi, bộ tim. Áo đang mang có nhiều màu để em lên màu cho. Áo đang mang có nhiều màu mấy chị. Hàng này hàng 115 ngàn. Chia sẻ like giúp em nha. Hàng này hàng 115. Em có cho mấy chị màu xanh nè. Cái vải của nó rất là xịn, rất là đẹp. 115 ngàn. Ủa làm gì lâu vậy? Em ở 08 đường Đoàn Trần Nghiệp chị Thanh Thư ơi. Chị Thanh Thư cho em địa chỉ số thoại luôn nha. Thanh Thư co nhắn địa chỉ số thoại qua giúp em. Thanh Thư này khách mới nha Huy. Rồi comment lo giúp em nha mấy chị. Áo này có màu xanh cho em là màu xanh da trời. Màu xanh da trời nè. Màu này comment lo cho em là màu kem đất 115 ngàn. Hàng 115. Siêu co giãn vải rất là đẹp. Làm áo khót được luôn nha. Màu kem 115. Màu em đang mang là màu kim. Màu này cho em là màu hồng ruốc. Hồng ruốc. Ghi lấy được nhưng mà tranh thủ ghi lấy sớm nha Thanh Thư ơi. Ghi lấy cho em số điện thoại. Ghi lấy cho em số điện thoại Thanh Thư ơi. Thanh Thư này ghi mới thôi rồi nha. Rồi dây này màu bơ luôn á chị ơi, 115 ngàn màu bơ. Màu bơ 115, màu hồng ruốc, màu kem đất, màu xanh da trời, màu đen. Về mẫu này mang là màu kem nha, 115. 115 ngàn ok Thanh Thư. Đen là quần đen size XL. Rồi chia sẻ like giúp em nha mấy chị ơi, bộ tim nè. Áo 59 là áo này, bên kia còn em. Rồi bộ tim này hàng 155 em để mấy chị giá rẻ. Tim này mấy chị ơi. Hàng 155 ngàn nè. Rồi line này xin mấy chị còn 99. À lấy thì chốt luôn giúp em nha. 40kg đến tầm 5-6-5-7kg vừa. 5-6-5-7-5-8kg vừa. 5-6-5-7-5-8kg đó lại men vừa. Comment em là bộ tim 99. Bộ tim sale 99 ngàn trong line này. Comment em là bộ tim sale 99 ngàn trong line. 40kg tầm 5-6-5-7kg men vừa. 5-6-5-7-5-8kg men vừa. Quần ống suông. Có đầm body không chị? Size XL. Đầm body. Đầm body có mấy mẫu xe 75 á Huy. Chia sẻ like giúp em nha mấy chị ơi. Comment em là bộ tim nè. My, dẫn My làm như em đi. Comment nó kéo xuống cái like comment đi. Rồi comment lên giùm em là cái này là bộ tim nha mấy chị nha. Để trong cho mình trong line này còn 99 ngàn. Hàng này hàng 155 nè. Để mấy chị còn 99 ngàn. À lấy comment em là bộ tim duy nhất một màu. Hàng này em siêu lỗ vải đẹp lắm. Hàng này em siêu lỗ mấy chị, vải rất đẹp luôn nha. 99 ngàn. À lấy thì comment lên như là bộ tim 99. 40kg tầm 5-6-5-7-5-8kg vừa. Duy nhất một màu tim hồng. Tim hồng duy nhất một màu giùm em nha. À lấy tim hồng comment tim hồng. 99 ngàn chốt trong like. Rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Tim hồng duy nhất một màu. A lấy thì comment lên giùm em nha. Bộ này bao cưng luôn á. Bộ này rất là cưng mấy chị, rất đẹp. Và áo 59 còn đây. Áo 59 còn. Rồi đây. Áo 59 ngàn. A lấy thì chốt em là áo 59 nha. Áo 59. Quần em mang là 125. Áo đang mang là 115 nha. Quần mang 125. Áo mang 115 mấy chị. Quần có màu đen nữa. Quần có màu đen nữa nha. Rồi chia sẻ like giùm em bộ này em đang xem với mấy chị luôn nè. Bộ này có cho mình là màu kem với màu xanh, hai màu. Rồi áo sâu cột dây nè mấy chị. Bộ này sale cho mình còn 95 ngàn một bộ. 95 ngàn có màu kem với màu xanh nha, hai màu. Màu kem nè. Bộ này 40 đến 60 kg men vừa. Quần ống suông. Lên giúp em nha mấy chị ơi. Lên giùm em nha mấy chị nha. Comment lên giùm em nè. Mẫu này em sẽ có cho mấy chị là màu kem và màu xanh hai màu. Kem với xanh hai màu giùm em nha mấy chị nha. 95 ngàn kìm màu. Màu kem nè với màu xanh. Màu xanh ở ngoài là màu xanh đậm á mấy chị, không có tươi đâu. Ở ngoài là màu xanh rêu á. Xanh rêu giùm em nha. Xanh rêu đậm chứ không phải là màu tươi như trên like đâu mấy chị, yên tâm. Bộ này sale 95 ngàn. Bộ này em sale mấy chị còn 95 ngàn. Màu này cho em là màu. Màu này em là màu rêu. Màu xanh rêu với màu kem đất hai màu. 40 đến 60 kg men vừa giùm em nha mấy chị nha. Comment lên giúp em là bộ 95 ngàn kỳ màu. 95 ngàn màu kem. 95 ngàn màu xanh hai màu. Comment lên giùm em nha mấy chị nha. 95 ngàn màu kem với lại 95 ngàn màu xanh hai màu.
bộ thun nè, quần ống thun đi với áo tay ngắn có sau cột dây đó ha. Lấy bộ này comment lên giúp em nha, siêu 95 ngàn kìa, màu kem với xanh hai màu. Rồi kem với xanh hai màu nha mấy chị nha. Rồi áo ghi lê nè, áo này mấy chị mặc không cũng được nha, mặc bình thường cũng được, mặc kèm với lại áo làm ghi lê cũng được luôn. Rồi mẫu này dùm em từ 40 đến 60 ký mang vừa. Mẫu này từ 40 đến 60 ký mang vừa giúp em, comment là em là áo này nha. Xem mấy chị còn à. Áo này siêu còn 89. Comment lên em là áo siêu 89. Rồi áo này comment lên giúp em là siêu cho mấy chị còn à. 89 ngàn. 89 ngàn giúp em nha mấy chị nha. Chị Thanh Thư cũng ở Nha Trang luôn đúng không chị? Rồi comment lên em là áo, áo ghi lê mấy chị 89 ngàn, ghi lê số nha. Len rất là dày dặn luôn nè. Comment lên em 40 đến 60 mang vừa, giá siêu 89. Comment em là giá 89 ngàn. 89 ngàn đó. Không đâu, treo lại chứ. Bỏ ra xếp đi, bỏ ra xếp đi, bỏ ra gửi chip xếp. Rồi, đầm body là em có mẫu này đang siêu 75 ngàn. Quần nâu sấy đó chị Lê Hạnh. Quần nâu sấy đó chị Lê Hạnh nè. Rồi comment lên giùm em á chị ơi, comment lên giùm em. Ok chị Thanh Thương. Comment lên giùm em là đầm này đang siêu 75 ngàn. Màu trắng, màu xanh hai màu. Trắng với xanh hai màu siêu 75, 40 tầm 55 ký vừa. Rồi 40 tầm 55 ký vừa giùm em nha, có trắng có xanh hai màu. Chị lấy đầm này comment lên giúp em là đầm mà. Đầm này siêu còn 75 ngàn kìm màu, 40 đến 55 ký vừa mấy chị. Hàng hai lớp luôn nha, quả rất đẹp, thời hàng hai lớp. 40 đến 55 ký vừa giúp em siêu nha mấy chị còn 75 ngàn. 75 ngàn màu trắng, 75 ngàn màu xanh, hai màu nha. Rồi ai lấy màu gì mấy chị con mình lên màu đó giúp em luôn. Body có mẫu này thôi. Rồi. Đây nha mấy chị nha, body 75 ngàn kìm màu, trắng với xanh hai màu luôn giúp em. Chị lấy màu gì con mình màu đó. Ủa ngồi nó để sai rồi bây. Rồi chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Mẫu này, mẫu áo thun này đang siêu cho mấy chị nè, áo thun này. Cái đầm đầm này siêu cho mấy chị còn 85 ngàn, 40 đến 60 men vừa. La này sẽ ít người coi chứ ta. Like mấy chị có nhận được thông báo không mấy chị? La này sẽ ít người xem dữ, hay là giờ này đi đón con hết rồi. La em là đầm nâu, đầm nâu. Đầm nâu nha mấy chị nha, đầm body nâu, vải là vải len, nâu len 2 dây, 40 đến 60 men vừa. Mẫu này con mà lên em là đầm nâu siêu 85 ngàn, đầm len nâu. Đầm len nâu nha mấy chị nha, siêu 85, ai à, lấy thì con mà lên em là len nâu. Len nâu nha, siêu 85 ngàn len nâu. Len nâu giúp em. Rồi áo thun nè mấy chị ơi. Áo thun này đang siêu cho mình còn 75 ngàn. Áo thun giúp em nè. Form này từ 40kg đến 60kg mấy chị xem em vừa. Áo thun vàng chữ trắng. Rồi áo thun vàng chữ trắng giùm em luôn, 40kg đến 60kg mang vừa. Mấy chị comment lên giùm em là áo vàng. Áo vàng này để cho mình còn. Áo vàng này em để cho mấy chị còn 75 ngàn. A à, lấy comment em là áo vàng 75 nha. 40kg đến 60kg mang vừa, comment áo vàng 75. Áo vàng 75 nha mấy chị nha, thun vàng 75. Thun vàng 75. Cái này comment lên em là thun hồng. Thun hồng mấy chị, 75 ngàn thun hồng. Rồi mẫu này giúp em nha, 75 ngàn thun hồng, 75 ngàn thun vàng, 40 đến 60 kg mấy chị sẽ vừa hết luôn á. Thun vàng nè, rồi thun hồng nè mấy chị. Hàng này hàng rất phải rất là mịn, rất là đẹp luôn giúp em nha. Hồng, gấu hồng, 75, chữ vàng 75. Chia sẻ like giúp em nha mấy chị ơi. Cái này có mình em là chữ trắng cũng siêu 75 luôn. Body len, body len hiện tại không có hàng nha Thu Thảo ơi, đang hết rồi. Rồi mẫu này có mình là em là áo trắng. Áo trắng nha mấy chị nha, áo trắng này trắng chữ. Trắng chữ này con mình lo như là mẹ trắng chữ siêu mấy chị còn 75 ngàn trắng chữ. Trắng chữ siêu 75, mấy cái áo này nè, áo trắng chữ này nè mấy chị mua với lại cái quần. Em có bán quần, quần đùi, quần ố, quần dài á, quần thun ôm á. Mấy chị mặc chung rất là đẹp luôn nè, áo là 75 nha. Áo trắng chữ 75 ngàn. Chữ lấy quần này còn hai loại. Quần sang vi nó có chạy đâu rồi? Hả?
lấy chị hai cái màu, mẻ đùi với mẻ dài, mẻ đùi với mẻ dài. Rồi lên em là quần này nha mấy chị ơi, quần dài này bao nhiêu ký cũng vừa hết luôn nha. Cái quần này bao nhiêu ký cũng vừa hết luôn á. Em có cho mấy chị là quần dài, quần em đang cầm là quần ngố 65. Ngố là 65.000. Ngố là 65. Mở tóc chưa? Đùi là 59.000 nha mấy chị nha. Đùi là 59 và dài là 75.000 quần dài. Quần dài là 75.000 giúp em. Bao nhiêu ký cũng vừa hết luôn mấy chị ơi. Comment lên giùm em là quần nha, quần dài 75, quần ngố là 59. Mẹ quần quần đùi là 59 và quần ngố là 65 nha mấy chị nha. Thỏ dưới rồi. Comment lên giùm em nha mấy chị ơi, chia sẻ like giúp em. Quần em mang là có đen với có nâu hai màu nha, 125. Ngố là giống như lộn đang mang trong người nè mấy chị. Ngố là nó sẽ giống như em đang mang đây nha. Ngố này là không, cái này là đùi chứ. Đùi. Cái này là đùi mấy chị. Đùi là 59.000 giúp em nha, mẹ đùi 59. Đó, ngố là sẽ tới đầu gối của mình. Ngố là tới đầu gối, trên đầu gối. Trên đầu gối nha mấy chị nha, còn dài là dài xuống dưới luôn. Đó, đùi là như em đang mang trong người em đây. Lên giùm em là quần nha mấy chị ơi, quần. Đùi là 59.000. Mẻ đùa là 59 nha, mẻ ngố là 65, mẻ dài là 75. Nó sẽ có một loại mạc nhỏ hơn, mỏng hơn đó. Nên vải của nó sẽ mỏng hơn loại này nữa mấy chị. Lên giúp em nha. Em bé cái này loại dày, bao nhiêu cái cũng vừa hết luôn. Cỡ cái bầu bì mấy chị mang vẫn thoải mái luôn giúp em. Rồi comment lên giùm em nha mấy chị ơi. Áo là 75.000. Ở sau nè, có chữ luôn. Rồi áo này đang chia 75 giúp em nha. Quần dài là 75.000. một ngố đùi, một đùi một dài cho chị Lily Lê. Một cái đùi một cái dài chị Lily Lê đúng không? Một ngố đùi, một đùi một dài cho chị Lily Lê, ok nè. Rồi 59.000 là đùi, ngố là 65 và dài là 70. Dài 75 không? Dài là 75.000 mấy chị. Ai lấy thì comment lên giúp em nha. Ai lấy thì comment lên. Một dài một ngố chị bánh gẹo. Đùi là BB66, dài là 9966. Rồi comment lên giúp em nha mấy chị ơi. Quần này vải dày dặn chất rất là đẹp luôn. Bầu bì rồi bông chen thoải mái luôn á. Bao nhiêu ký cũng vừa hết đó mấy chị. Cái quần này nó siêu co giãn luôn, rộng rãi thoải mái, bao nhiêu ký cũng vừa hết luôn nha. À lấy thì comment lên giùm em nha mấy chị ơi. Lưng siêu keo luôn. Dài nè mấy chị. Cái này là dài nha. Lưng nè mấy chị ơi, lưng siêu keo luôn giúp em. Cái lưng quần rất là keo luôn nha mấy chị, nó sẽ có hai túi hai bên. Rồi cái này nó có hai túi hai bên luôn giúp em nha. Quần là lưng siêu keo luôn á. Chị nào lấy thì comment lên giùm em. Cái này là mẻ dài. Mẻ dài nha mấy chị nha, dài là 75. Dài đang mang là 75 rồi, lưng rất là keo luôn giúp em, lưng keo, hai túi hai bên nha. Rồi ok chị Ly lên nha chị ơi. Siêu co giãn luôn, đeo cái cũng vừa hết luôn á. À lấy thì comment lên giùm em nha. Cái này là mẻ dài nè mấy chị, dài. Dài 75. Rồi que mẫu. Rồi áo đang mang là size 75 nha mấy chị. Cái này comment em là áo kem. Áo kem này cũng size 75.000. À lấy kem comment kem giúp em. Kem mấy chị ơi, size 75.000 màu kem. Chị nào lấy kem comment lên với em là màu kem nha. Size 75.000 màu kem. Màu kem, size 75.000 màu kem. Rồi em quen mẫu. Kem cũng chưa còn 75 nha. Ai lấy kem comment kem giúp em mấy chị ơi. Rồi quen mẻ áo len này. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị nha. Rồi để quen mẻ áo len này cho mình. Tương tác giúp em, chia sẻ like giùm em. Dạ ok Thanh Thu. Thanh Thu giờ quen lấy em cầm xuống dưới nha quen. Chia sẻ like giúp em nha mấy chị ơi, quay mẫu khác cho mình. Ôi ôi ôi, mấy cái đâu ngoài này. Chiếc bơ á. Môn lơ. Thôi để xong cũng được.
Rồi, lên em là áo len nha mấy chị ơi. Áo len sọc 40kg đó, 60kg là mang vừa áo này hết luôn nè. Còn mình lo em là áo len. Áo này 89.000 một áo mấy chị. 40kg đó, 60kg là mang ok vừa hết luôn giúp em nha. Còn mình lo em là áo 89.000, áo sọc hồng. Áo sọc hồng nha mấy chị nha, sọc màu hồng ruốc mà rất là đẹp luôn. Đó áo sọc 40kg đó, 60kg là mang vừa hết luôn giúp em mà áo này nha. Ai lấy con mình lo em là áo sọc mấy chị. 89.000 áo sọc. Áo sọc dùm em nha. Áo len sọc mấy chị. 89.000 áo len sọc. Con mình em là áo len sọc nha. 89.000 sọc hồng. Sọc hồng. Cổ tròn tay dài. Rồi cổ tròn tay dài em nha. Em là áo len sọc mấy chị. Giá là 89.000 len sọc. Len sọc 89.000 giúp em nha. Len sọc 89.000 len sọc. Rồi đầm mi baby doll nè. Đầm kerosene. Mình có mẫu này ở dưới không Quy? Kerosene. Rồi lên giùm em là mẻ đầm bi trắng nè. Mẫu này đang xem mấy chị còn 1.15. Hàng 1.55 xem còn 1.15. Rồi áo sọc đang mang ai lấy con mình em là mẻ sọc nha mấy chị nha. 89.000 áo sọc. Áo sọc 89.000 giúp em áo sọc. Rồi đầm này con mình em là đầm bi. Đầm này đang xem mấy chị còn 115.000. Đầm bi này đang xem 1.15. Ai lấy thì con mình em là đầm bi nha. Xem 115.000 đầm bi. Đầm bi xem 1.15. Mẫu này là dạng form baby doll hàng Quảng Châu. Cổ nó có thêu nè mấy chị. Cổ là có thêu dùm em nha. 115.000. 40 đến 60 men vừa. Đây mấy chị ơi. Rồi form từ 40kg đến 60kg mấy chị sẽ mang vừa. Lên giúp em là đầm bi nha. Đầm bi xem 115.000 đầm bi. Đầm bi là form lên đẹp lắm mấy chị. Con mình em là đầm bi xem 115. Quay mẫu nha mấy chị nha. Đầm bi xem 115 nha mấy chị. Ai lấy con mình lên dùm em bi. Bi 115 bi. Rồi không con bi. Chị nào lấy bi con mình lên giúp em nha mấy chị nha. Đầm caro có mẫu này thôi chị Ly Ly Lê ơi. Mẫu này thôi nha, đang xem 125 mấy chị. Đen xe 125.000. Áo liền. Áo liền đang mang form to rộng nha mấy chị ơi. Form này 40kg đến 60, 65, 70kg thì vừa hết luôn. Con mình lo giúp em là áo liền xanh nha mấy chị nha. Hàng 100. Hàng 100 45.000. À lấy liền xanh con mình lên liền xanh 145. Đây là liền rất là dày luôn nè. Cái chữ phía trước là chữ người ta sẽ may nổi lên trên. Len rất rất dày luôn nha mấy chị nha. 40kg đến 60, 65, 70kg vẫn vừa luôn giúp em. Con mình lo em là áo len xanh nha mấy chị nha. Con mình lo em là áo len xanh mấy chị ơi. 145.000 áo len xanh. Ai lấy len xanh con mình lo với em là len xanh nha. 145. Len xanh mấy chị ơi. 145.000 len xanh. Chốt len xanh 145 nha. Rồi lên em bộ gấu. Bộ gấu này bữa thấy có đầm caro dài 4 màu. Caro sắc nách. Caro sắc nách hả? Mẫu nào? Mẫu hồng xanh. Rồi lấy đi. Ủa, rồi chờ em xíu chị Ly Ly Lê ơi. Rồi bộ gấu giùm em nè mấy chị. Bộ gấu này xem 149 nè. Bộ gấu là một cái chân váy có lốt quần bên trong. Ở sau là có lưng thun giùm em nha. Ở sau là có lưng thun và áo nè. Áo tay dài. Form này từ 40 đến 60 kg mang vừa. Gấu là gấu người ta sẽ làm nổi ra ngồi luôn. Con mình lên giùm em là bộ gấu size 149 nha mấy chị nha. Bộ gấu size 149. Rồi lên em là bộ gấu nha mấy chị nha. Size 149.000 bộ gấu. 40 đến 60 kg là mang vừa. Chỗ em là gấu 149. Rồi, ai lấy gấu con mình gấu giùm em nha. 149 gấu. 149 gấu mấy chị. Rồi lấy em mẫu này. Một cái đầm sẽ có cái quần bên trong. Một đầm này hàng hai lớp luôn. Đầm này là hàng hai lớp mấy chị, có kèm cái quần bên trong cho mình. Đầm hai lớp kèm quần bên trong. Con mình lấy em là mẻ đầm này mấy chị ơi. Đầm này để mấy chị còn 95.000. Đầm này giúp em nha, 40 tầm 52 kg vừa. 95.000 đầm trắng kèm quần.
Mẫu đầm nó bữa siêu còn nhiêu? 115. Đầm này đúng không chị Ly Ly Lê ơi, xem 115.000, 40 đến 60 men vừa. Hàng 159.000 đang xem 115. A lấy gì con mình lên giùm em nha. Kero xanh 115. Kero tím. Rồi kero xanh, kero tím. Kero vàng đó mấy chị, kero vàng. Vẻ này em là kero hồng sen, màu hồng sen nha, chứ không phải màu đỏ đâu. Nó là màu hồng sen đó mấy chị. Rồi con mình lên giùm em là hồng sen. Vàng, màu này em là màu vàng nha, màu vàng. Màu này con mình lên em là màu tím, màu này con mình em là màu xanh. 115.000 đang sale, lấy màu gì con mình màu đó giúp em. Đầm này đầm foam suông mấy chị. Đầm này đầm foam suông giùm em nha, 115.000 đang sale. Rồi ưng màu gì con mình màu đó luôn giúp em nha. Mẫu này còn duy nhất mỗi màu có một cái à. Em sale rỉ mình luôn còn 115.000. Sale rỉ còn 115.000, ai lấy thì con mình lên giúp em nha. Kero xanh này, chị Ly Ly lên nè. Rồi em còn kero tím, mẫu 15 kero tím, mẫu 15 kero vàng. Kero vàng. Mẫu 15 kero hồng. Lấy màu gì comment màu giùm em luôn mấy chị. Rồi lấy màu gì comment màu giùm em luôn nha. 115.000, còn mẫu này đang xem 125 kero vàng. Kero vàng 125. Phân này từ 40 đến 60 kg men vừa, vải của nó số vải rất đẹp nè. Nó nổi lên trên luôn mấy chị, cái này nổi lên trên luôn nha. Comment lên giùm em là kero vàng. Kero vàng để mấy chị còn 125.000. Rồi kero vàng 125 giúp em, ai lấy comment kero vàng nha mấy chị. 125.000 kero vàng, quả rất đẹp luôn á. Chị có thông tin rồi khỏi cho em hả em? Dạ đúng rồi chị, cho một lần là được. Cho một lần là bạn em nốt lại rồi, lưu lại rồi chị. Rồi em quay mẫu nha mấy chị ơi, comment lên giùm em nha. Mang là hàng 145 nha chị nha. Kero vàng 125 cho chị Ngô Ngọc. Kero vàng ghi giá kia 125 đi. Vậy rồi ok, ok chị Ly Ly lên nha chị ơi. Chia sẻ like giúp em nha mấy chị. Đây là cái quần rồi. Còn baby doll nữa không? À, My từ từ coi cho chị ít tầm baby doll cầm lên chị. Rồi áo đang mang nha mấy chị ơi. Áo đang mang là em đang xem mấy chị còn 75.000, 40kg đến 60kg mang vừa. Ai là áo đang mang comment lên giúp em là áo đang mang 75. Áo đang mang siêu 75 mấy chị. Ai lấy comment lên giúp em nha. Em đang lấy mẫu á chị, chờ em xíu. Rồi 40 đến 60kg là vừa hết luôn nha mấy chị nha. Comment lên giúp em. Áo đen siêu 75, đẹp lắm luôn. Áo đen nha, siêu 75 nha, áo đen. Rồi áo đen con mình em áo đen nha mấy chị, siêu 75. Áo đen siêu 75.000, rồi em qua mẫu. Như sĩ like giùm em nha mấy chị ơi. Rồi kem này còn téo này siêu 59. 40kg đến 60, 65kg men vừa con mình em áo siêu 59. Áo kem màu kem đất. Màu kem đó mấy chị, siêu 59. Con mình lấy em là áo kem đó siêu 59.000 đồng, em đang cầm lên cho em xíu nha. Kem đó siêu 59.000, kem đó mấy chị, áo vung không to, 40kg đến 60, 65kg vừa. Lên giùm em nha, siêu 59. Siêu 59.000 áo kem, con mình áo kem siêu 59 mấy chị ơi. Rồi mẫu này con mình lên em là áo. Áo này ở sau cái dây xích form ôm nha. 40 đến 60kg men vừa, nó là form ôm, để mấy chị còn 45.000. Ai lấy áo 45 comment giúp em. Rồi cho em là comment lên giúp em là áo 45 nha mấy chị nha. Form này từ 40 đến 60 men vừa, chất vải rất là mịn, rất là đẹp, co giãn. Ai lấy cái này comment lên giúp em là áo nha mấy chị nha. Áo 45. Áo 45 giúp em đang sale. Con mình lo em là áo siêu 45. Dạ đầm chờ em xíu nha. Rồi mẻ màu nâu này cũng siêu còn 75 luôn. Chị là áo nâu, con mình em áo nâu siêu 75 nè mấy chị. Áo đen siêu 75 nha. Rồi con mình em là áo nâu là luôn siêu 75 ngàn áo nâu. Chia sẻ like giúp em nha mấy chị ơi. Nâu luôn.
nâu này luôn mấy chị. Siêu mình còn 75 ngàn áo nâu, lấy nâu con mình nâu giúp em. Kêu em ơi. Nhiêu? 95 ngàn. Tay đầm baby doll mẫu này. Rồi mẫu này lên giúp em. Mẫu này 145 em siêu 125 luôn. Mẫu này 100 siêu 125 ngàn mấy chị. Form từ 40kg đến 60kg chị sẽ mang vừa, chất vải rất xịn và rất đẹp luôn nha. Form suông baby doll nè. Lên dùm em là đầm đen siêu 125 đầm đen. 40 đến 60 mang vừa, bầu bì bông chim thoải mái. Lên giúp em đầm đen nha mấy chị, siêu 125 ngàn. Vải rất đỉnh luôn, rất là đẹp luôn á. Chất vải rất là xịn và rất đẹp luôn, siêu 125. Con mình lên dùm em là đầm đen siêu 125 ngàn. Rỉ ơi là rỉ luôn. Rỉ xỉu lên chữ xuống luôn mấy chị. Con mà lên em là đầm đen nha, siêu có 125 ngàn thôi. Đen siêu 125. Vải rất là đỉnh luôn, rất là mướt cái tay luôn mấy chị. Màu đen là cái màu dễ phối đồ, dễ mang nhất luôn á. Đây nha, em đang siêu rỉ nữa có 125 ngàn. Rồi đang siêu rỉ luôn 125. Ai lấy gì con mà em là đầm đen nha mấy chị. Xuân đen siêu 125 ngàn, xuân đen. Trước nè, đé nè. Rồi đé nè mấy chị. Trời ơi rất đẹp luôn, cái đầm này rất rất đẹp luôn dùm em. Mày siêu có 125 ngàn thôi. Ai lấy gì con mà lên là đầm đen nha, siêu 125. Rồi lên em mẫu này. Mẫu này hôm qua mình like rồi đúng không? Mẫu này đang siêu cho mấy chị còn 105 ngàn kìm màu giúp em. Siêu 105. Màu nâu nè mấy chị. Màu nâu 105 ngàn màu nâu. Em thử mẫu này mấy chị coi form. Rất rất đẹp luôn. Vô cái đầm bi cho chị coi. Vô cái đầm bi nha. Rồi tương tác giúp em, chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Cái đầm này vải rất đẹp luôn. Kiểu đẹp mà vải cũng đẹp nữa mấy chị. Em tiêu có 105 thôi. 40kg đến 60kg men vừa. Đây mấy chị ơi, 40 đến 60kg men vừa luôn giùm em. Bầu bì bông chiên thoải mái. Bầu bì bông chiên thoải mái luôn nha. Con mình lên là đầm 105. Màu này chính là màu nâu. Màu nâu. Màu này lên là màu hồng. Màu hồng nè. Và màu này cho em là màu xanh chuối. Rất đẹp luôn mấy chị. Ba màu nha. 105 đen siêu. Đây. Rồi 105 đen siêu giúp em nha mấy chị. Vải siêu đẹp. Màu nâu, màu hồng, màu xanh. Rồi ba màu. Chị lấy màu gì comment màu luôn giúp em nha. 105 kìm màu. Hồng, xanh, nâu. Hồng, xanh, nâu mấy chị ơi. Ba màu. Hồng xanh nâu ba màu. Rồi mẫu này lên là màu hồng dâu nha. Mẫu này hàng hai lớp. Form này từ 40 đến 60kg men vừa. Đây mấy chị. Con mình lên đầm này siêu mấy chị 115. Con mình em là đầm hồng 115 nha. Đầm hồng siêu 115 ngàn. Rồi con mình lấy em là đầm hồng nha mấy chị nha. Siêu 115, hàng này hàng hai lớp. Hàng hai lớp luôn giúp em. Lên với là đầm hồng siêu 115 ngàn đầm hồng. Rồi đầm hồng nha mấy chị nha, siêu 115. Lấy đầm hồng con mình em đầm hồng nha mấy chị nha, siêu 115 ngàn đầm hồng. Rồi mẫu này cho em là đầm tím. Đầm tím này form tầm 55kg lạnh men vừa. Rồi đây mấy chị, tím này tầm 55kg lạnh men vừa, con mình em là màu tím nha. Tím này xem mấy chị còn 125 luôn. Con mình tím 125 luôn nha mấy chị. 55kg lạnh men vừa, tím 125 đen siêu. Rồi, ai lấy tím con mình em là tím nha, 125, mẹ này đang siêu 125. Ai lấy thì con mình lo giúp em là màu tím siêu 125 nha. Rồi tím siêu 125 tím. Rồi, em qua mẫu nha. Rồi lo em mẹ này áo. Áo này hàng Quảng Châu đẹp luôn mấy chị ơi, co giãn nhiều luôn nha. 6kg là men vừa. Con mình lên áo xanh. Áo xanh này siêu mấy chị còn 65 ngàn. Áo xanh 65 ngàn giúp em áo xanh. Ai lấy xanh con mình xanh 65 nha. 40 đến 60 men vừa nha mấy chị. Hàng Quảng Châu chất quả rất là dày. Dày dặn cực kỳ luôn và co giãn nhiều. Dày dặn co giãn nhiều. Rồi ai lấy mấy chị con mình em là áo xanh nha mấy chị nha. Siêu 65. Cái này còn không quên. Cái này cũng còn không. Rồi chiếc này em còn 2 xiếc cuối cùng. Siêu cho mấy chị còn 55 ngàn xiếc 5 quần.
55.000 set 5 quần với chị, 40 đến 60 mang vừa nha, quần chip nè, chip lưới rất là mịn luôn, hàng Quảng Châu. Còn mình là em là chip 55.000 set 5 cái. Rồi chip giúp em nha, 55.000 set 5 quần, cho cô lại đầm đen ok là hẳn. Cái đầm đen nó rất là xịn, rất là xịn luôn mấy chị. Em like đang dán người nên em sale rỉ 125, cực kỳ là rỉ luôn. Rồi chip giúp em nha, 55.000 set 5 quần, chất beo xịn beo đẹp. Ủa tóc còn luôn Vy. Đơn chị Hè Trương đi chưa với em Vy? Đơn chị Hè Trương tí nó like xong em đi luôn á chị, đặt thêm đi. Cái đặt gì thì đặt thêm rồi lát hồi em đi luôn nha. Rồi con này dùm em 40 đến 60 men vừa. Con mình lên mà đầm đen nha, 125.000 đang sale. Chip cho mi tròn. Chip cho mi tròn một hộp. Gỡ ra em. Rồi lấy chip đó con mình là giúp em nha, còn hộp cuối cùng. Còn hộp chip cuối cùng mấy chị. Có 55.000 hàng Quảng Châu rất rẻ của chị. Ủa hả? Ủa dưới đó còn không? Còn không? Mày còn 2 hộp nữa đúng không? Chip giùm em nha mấy chị nha, 55.000 set 5 quần, ai lấy thì cứ chốt lại giúp em nha. Đầm đen là đang sale 125, đang like vắng người nó sale rẻ nè mấy chị ơi. Mấy cái hàng này em nhập vô keo ấy. Còn em đang là sale 175. Chip là 100, chip là 55 thôi Vy không? Chip 55. Đầm đen là đẹp khỏi bàn rồi. Đầm này hàng hàng mắc tiền mấy chị. Xe 125.000. Đẹp luôn. Vải rất là đẹp luôn giúp em. Trời ơi rất là đẹp luôn á. Đầm này rất là sang luôn nữa. 125 đang xe lấy cho mình em là đầm đen nha mấy chị nha. Đầm đen 125.000 đầm đen. Rồi chip ai lấy thì con mình lên giúp em nha mấy chị. Chip xe 55.000 xếp 5 quần. Rồi để qua mẹ khác cho mình luôn. Chip nha mấy chị nha, ai lấy chip của mình chip giúp em 55.000 xếp 5 quần. Rồi áo này lên giùm em nè, đầm đang mang xe 125, ai lấy thì con mình lên giùm em nha. Đây nha, 125. Vải rất là xịn luôn mấy chị ơi, nhận hàng cái là siêu ưng ý luôn á. Chất vải rất là xịn luôn giùm em nha, mà có 125.000 giá đang sale. 125 giá đang sale. Rồi con mình em là áo nâu sale 95.000 nè, áo nâu này hàng 135 sale còn 95. Rồi áo này mấy chị mặc luôn cũng được, hoặc là khóc nhẹ cũng được nha. Hàng siêu xịn như thế này luôn mấy chị. Rất là xịn luôn giùm em, mà siêu có còn 95.000 thôi. Lo giùm em là áo nâu, siêu 95 áo nâu. Áo nâu nha mấy chị nha, siêu 95 thôi. Con mình em là áo nâu siêu 95, 40kg đến 60kg men vừa. 40 đến 60 men vừa giùm em nha, con mình em là áo nâu mấy chị. Áo nâu là siêu 95 thôi. Con mình em là áo nâu siêu 95. Chiếc này là 85.000 hộp 5 quần. Ai lấy chiếc này chốt lên giúp em nha. Chị nào lấy chiếc này con mình lên giùm em nha mấy chị. Vui nè. Nè. Con này 40 đến 60 kg men vừa, con mình em là chiếc nha mấy chị nha, 85.000 hộp 5 quần. Chị nào lấy cái này con mình em là chiếc 85. Chiếc 85.000 hộp 5 quần. Trời ơi rất đẹp luôn. Rất là mịn luôn mấy chị ơi, cái này siêu co giãn luôn giùm em nha. Chất mướt mịn. Chất rất mướt và rất mịn luôn. Con mình em là set chip này 85.000 set 5 quần. Set 5 quần nha mấy chị, 85. Rồi đây, ai lấy thì chốt lên giúp em. Chip 85.000 set 5 quần. Rồi em nói tóc hết rồi hả? Hết luôn đúng không? Rồi chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Comment em là áo len hồng, áo len đỏ đính đế. Len đỏ đính đế tay dài cổ vuông ở trước là đính đế như thế này. Màu đỏ nha mấy chị nha. Comment em là màu đỏ, mẻ này để cho mình còn 55.000 cho chị áo gấu kim kìa vui. Áo đỏ 55 giúp em, 40 đến 60 men vừa. Các chị comment em là áo đỏ nha. Áo đỏ này xem mấy chị còn 55.000 áo đỏ. Vải len siêu co giãn. Vải len co giãn nhiều lắm, tay dài cổ vuông đính đế siêu 55. Ai lấy đỏ 55 chốt lên giúp em. Rồi chị nào lấy đỏ 55 con mình em là đỏ nha mấy chị nha. Đỏ siêu 55. Rồi áo gấu nè, áo gấu nó siêu còn 79.000.
Form này lên giùm em là từ 40kg đến 60kg men vừa nha mấy chị nha. Thun cực kỳ là đẹp luôn á. Mẫu này sale cho mình còn 79.000. Lên với em là áo gấu 79. Áo gấu giùm em nha mấy chị nha, 79.000 áo gấu. Form này từ 40 đến 60kg men vừa. À lấy áo gấu cơ mình, em là áo gấu sale 79. Áo gấu sale 79 cho chị áo hoa kia vui. Cái set hoa màu da da. Rồi áo gấu giùm em nha, 79.000. Rồi em qua mẫu. Rồi lo giùm em mẫu này mấy chị ơi, sơ mi hoa nè, form này từ 40kg đến 60kg mấy chị sẽ mang vừa. Form này 40 đến 60kg là mang vừa luôn giúp em nha, áo này size 75, comment em là áo hoa 75. Áo hoa size 75 mấy chị. Nào lấy hoa 75 comment lấy em là áo hoa nha, áo hoa size 75 nha, áo hoa. Rồi form này lên giúp em là từ 40kg đến 60kg mang vừa, nó sẽ có túi ở đây nè mấy chị. Sơ mi hoa màu da, sơ mi hoa giùm em nha. Xe 75, ai lấy sơ mi hoa comment lên em là sơ mi hoa. 75.000 sơ mi hoa. Bữa nay không có thông báo. Cho nên em like ha, ít người coi lắm luôn mấy chị. Lên giúp em nha mấy chị ơi. 75.000 áo sơ mi hoa nha. Ai lấy sơ mi hoa comment em là sơ mi hoa 75. Kiểu như like mà khách không biết á. Không biết luôn. Giống như em đang im like mà không ai biết là em đang like. Chị này mà tương tác nhiều á thì chắc không. Chắc sẽ kiểu như lướt Facebook là sẽ thấy em like á, còn không chắc cũng không thấy luôn. Rồi lo giùm em mẫu này nha mấy chị ơi. Sumi ho giùm em nha, Sumi ho là CEO như 75. Sumi ho 75 giúp em nha mấy chị. Rồi mẫu sọc tím. Sọc tím nè. Sọc tím này 40 đến 60 men vừa, sọc tím là CEO 55, comment em là sọc tím CEO 55. Sọc tím nha mấy chị nha, siêu 55. Rồi ai lấy sọc tím con mình lấy như là sọc tím nha mấy chị nha, siêu 55 nha, sọc tím. Rồi em qua mẫu. Rồi chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Áo này, áo này áo cổ keo nè mấy chị ơi, cái vải nó rất là đẹp luôn nè, cái họa tiết trên áo nè. Rồi mẫu này form từ 40kg đến 60kg men vừa. Còn mình lo với em là áo nha mấy chị, có hai màu, màu kem với màu kem đất, hai màu. Màu kem với màu kem đất hai màu nè mấy chị, comment em là áo 95.000 tiền màu nha. Màu kem đất nè, áo này cổ là dạng cổ keo, chất len rất là mịn và rất là đẹp luôn á. Len mịn luôn nha. 40 đến 60 kg là vừa hết luôn mấy chị. Mẫu này comment là em màu kem đất nè. Kem đất với màu kem là hai màu. Kem với kem đất hai màu này cho em là áo 95.000 tiền màu nha. Chất vải mịn lắm mấy chị. Chất vải rất mịn và rất là đẹp luôn. Màu kem với màu kem đất nha, hai màu. Chỉnh lấy màu gì comment màu luôn giùm em. Kem đất nè mấy chị, kem đất nè. Rồi màu kem nè, hai màu, len mịn lắm luôn. Len rất mịn dạng cổ keo như thế này nha. 95.000 tiền màu giùm em. Màu kem với màu kem hai màu nha. Em là áo 95.000 tiền màu. Rồi comment đây, em là áo 95.000 tiền màu mấy chị. 95 nha, 95.000 tiền màu. Cái tiếng tin nhắn của chị tôi sẽ ra nữa đó. Không. Rồi mẫu này lo giùm em mẫu này mấy chị ơi. Len là len xịn ghê luôn á, khót nha. Khót nhưng mà mình mặc luôn cũng được. Nó là khót nhưng mà mấy chị mặc luôn cũng được nè. 40 đến 60 men vừa. Con mình lo em mẫu này nha mấy chị nha, có màu kem nè với màu kem hai màu. Mẫu này cho em 95.000 luôn kìm màu với sale. Lấy chưa? Xuống em ơi. Con mình lên giùm em là màu kem với màu kem hai màu.
kem với kim hai màu nha mấy chị, mẹ là mẹ khót luôn á. Mặc luôn cũng được, khót nhẹ cũng được luôn nè. Vải len hàng Quảng Châu, 40 đến 60 men vừa, con mà em là áo 95.000 kìm màu. Áo màu kim với áo màu kem hai màu nha, 95.000 kìm màu mấy chị. Rồi anh lấy chốt lên giúp em nha, kim với kem hai màu áo 95. Màu này chính là màu kem nè, màu kem nè. Rồi màu này con mình lên em là màu kem nha, hai màu. 40 đến 60 kg men vừa, con mình lên 95.000 kìm màu nha mấy chị nha. Đây nút từ trên xuống dưới luôn. Được chưa, có chưa? Nữa đó không? Này không dặn. Này không dặn. Số điện thoại riêng mà khách khác nữa. Rồi con mình lên giúp em là màu kem với màu kem nha, hai màu. 40 đến 60 men vừa mấy chị. 95.000 kìm màu giúp em nha, lên rất đẹp luôn. Lên đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi con mình lên em là áo 95.000 kìm màu nha, kem với màu kem hai màu. Rồi áo đỏ cổ vuông. Cái đỏ này đẹp mày, Lan Lan nó chói dữ dàng luôn nè. Đỏ này đẹp lắm mấy chị, Lan Lan nó bị chói á. Đỏ nó ghé nha Vy Vy. Rồi lên em mẹ đỏ cổ vuông mấy chị ơi. Trên tay của nó sẽ có đính hoa nổi nè. Nè đính hoa nổi như thế này nha. Form này từ 40 đến form này 40kg tầm 55kg vừa. 40 đến 55kg vừa em. Mẹ đỏ cho em là 85.000 mẹ đỏ. Mẹ đỏ nha mấy chị nha. Đỏ này 85.000 màu đỏ, 40 đến 55kg vừa. Con mình em là màu đỏ 85. Rồi con mình em là màu đỏ nha mấy chị nha. Màu đỏ 85.000 màu đỏ mấy chị. Phía trước áo của nó là nó có phối ren nè, nó có viền ren, và trên tay áo của nó lại sẽ có hoa nổi cho mình. Rồi cái này con mình lo em là áo đỏ nha, áo đỏ. Áo đỏ nha mấy chị, 85. Baby Don Bing. Rồi, mẫu này lên giúp em nè, đang sale 115.000 nha mấy chị ơi. Đầm bi Baby Don. Đây. Form này từ 40kg đến 60kg men vừa. Cái này bầu bì nè, bông chen được luôn. Còn mình lên là đầm bi nha, sale 115.000. Hoa của nó là dạng hoa thêu mấy chị ơi. Hoa là hoa thêu nha. Baby Don Bing sale 115. Ai lấy thì con mình lên giúp em nha mấy chị. Rồi, mẻ bi nha, xem mình còn 115.000 mẻ bi cho chị đầm tím ơi. Con mình em là đầm bi xem 115. Rồi đầm tím nè mấy chị ơi, đầm tím. Đầm tím xốp tay bồng. Đầm tím tay bồng giùm em nha. Lên giúp em là mẻ đầm tím mấy chị ơi, 40 kg đến tầm 56 57 kg vừa. 40 tầm 56 57 kg vừa, đầm xốp 165. Con mình là đầm xốp đầm màu tím nha mấy chị nha, tím nhà 165. Đây là tay bồng nè. Rồi tay này của nó là tay bồng, ở sau có dây kéo. Ở sau có dây kéo luôn giúp em nè. Con mà em là đầm tím nha. Đầm tím với chị 165. Rồi, đầm tím 165.000 giúp em mẹ đầm tím. À đấy tím, con mẹ là đầm tím nha mấy chị. Giá là 165.000 một đầm. Phía sau nó sẽ có dây kéo cho mình nè. Đó.
Mẫu này dùm em nha, 165. Ai lấy tím comment là tím 165 nha chị nha. Tím 165.000 tím. 48, 56, 57 ký xi măng vừa. Rồi ai lấy tím thì comment em là màu tím nha mấy chị ơi, 165 tím. 165 tím cho em nha, tím 165. Bộ hoa này, bộ hoa này em like, bữa trước em like mấy chị hỏi nhiều nè. Cái bộ hoa này xem 125.000 nè mấy chị ơi. Một cái áo rồi với một cái quần lưng cao. Form này 40 đến tầm 53, 54 cái mang vừa. Set hoa này xem 125. Em sốt lại một set nè. Bao bao vô đây em. Có size đậm nâu vui vui lấy size vui. Bên kho có L, có size L nữa. Rồi comment lo giùm em là bộ hoa này nha, xem 125.000. Comment em là hoa xem 125. Áo này chất vải thô rất là sang, mẫu này bữa trước em có mặc thử trong người nè. Hoa 165 xem mình còn 125.000, quần là quần lưng cao, đi là áo hoa. Áo là chất thô đẹp lắm mấy chị ơi, mấy cái này tách rồi ra men thoải mái luôn nha. Quần là lưng siêu keo luôn á, nguyên set luôn xem 125. Rồi comment lo em là set hoa nha mấy chị nha. Set hoa xem 125.000. Xếp hoa 125, comment em là hoa 125 nha. 125. Mấy chị muốn xem gì nữa không? Hay là em nghĩ nha, để trưa mai like. Xem gì nữa không mấy chị? Em nghĩ để trưa mai like nha. Chúng mày hàng mới nhiều lắm. Nhưng mà do ít người xem nên không có lên hàng mới được. Mấy chị muốn xem gì nữa không? Thì để em lên, còn hơn em nghĩ nha, để trưa mai like. Đơn đơn xuống đây làm bơi bơ nhiều mấy người họ giờ cái này em làm ấy, làm cái này cũng được vui vui. Nhưng mà đơn này có đơn ở dưới nè, cầm lên chưa là hàng á, đây luôn á, từ phía dưới lấy lên. Rồi con mình em là xếp hoa nha mấy chị, 125, hoa 125.000 hoa. Ai lấy hoa con mình hoa giúp em nha, 125. Đây được đi con me màu xanh á, vui vui màu xanh. Đó đó. Rồi pyjama xanh nè mấy chị ơi, 100 hàng 135.000. Comment em là gấu xanh 135. Gấu xanh với em nha, hàng này hàng mango. Hàng mango mấy chị, 40 kg đến 60 kg mang vừa. Comment em là gấu xanh nha, 125. Gấu xanh mấy chị, 125.000 gấu xanh, 40 đến 60 kg men vừa. Đây giúp em nha. Bộ pyjama quần dài nè. Quần dài nè, đi với là áo tay ngắn chất mango, hàng này hàng Quảng Châu. Hàng Quảng Châu chất vải của nó rất là mịn luôn mấy chị, kiểu như mặc như không mặc gì đó. 135 giúp em, con mình em là bộ gấu nha, gấu bộ mặc ở nhà hàng mango, 135.000 chất rất là mướt, rất là xịn luôn, mấy chị mặc ở nhà cực kỳ là thoải mái luôn á. Mẫu này mang ở nhà là beo thoải mái luôn, không nóng, không khó chịu. Vải rất là mịn, rất là đẹp luôn mấy chị. Rồi đây, đây là bộ gấu nha. Lấy như là bộ gấu mấy chị. Bộ gấu xanh 135 hàng mango. Một bê lâm hàng mango dùm em. Rồi mẫu này mấy chị comment lên em là bẻ chuột hồng. Chuột hồng tay dài. Đây nè. Đồ bộ về toàn mẫu mới không luôn á. Em chưa up hình. Chưa up hình, bữa giờ cũng chưa like luôn. Cái này comment lên em là gấu hồng. Gấu hồng mấy chị, 60kg là men vừa. 60kg là men vừa. Comment em là gấu hồng 135. Trời mấy họ tiếng này rất là đẹp luôn á. Chất vải của nó chất mango nha. Vải mango dùm em. Gấu hồng 135.000 gấu hồng. Ủa nhiêu? Ê cái này 145 mấy chị, hàng này hàng 145 giùm em nha. À lấy gấu hồng, con mình em là gấu hồng 145. Gấu hồng hàng 145.000 giúp em nha mấy chị. Rồi 40 đến 60 kg là men vừa, con mình em là gấu hồng nha. Gấu hồng hàng này 145.000. Hàng này hàng 145 nha mấy chị nha. Gấu hồng này hàng 145. Cái mẻ tim này cũng 145 nè. Tiêm này cũng 145, vải nó mướt lắm luôn. Mấy cái hàng này em có kể loại 125, 135, còn loại này loại 145 nha. Vải mướt ơi là mướt luôn mấy chị ơi. Rồi tiêm này tay ngắn.
chung mấy cái màu này toàn là màu sang sang không mấy chị, màu sang sang không à. Rồi comment lên em là màu tim nha, tim đỏ, tim đỏ giúp em nè, tim đỏ 145, tim đỏ hàng 145 nha mấy chị. 60kg là mang vừa, comment em là tim đỏ 145. Tim đỏ giúp em nha, bộ mặc ở nhà hàng Mango, tim đỏ giùm em 145.000 tim đỏ, bộ tim đỏ 145. Bộ tim đỏ 145. Cái này mấy chị comment em là caro đen 1P5. Cái này comment em là caro đen mấy chị 1P5. Ủa, dồn chưa? Thôi làm trước cái đơn kia cũng được. Rồi comment lên em cái này là caro đen nha mấy chị nha, 40-60 men vừa. Caro đen này là hàng 135.000. 40-60 men vừa giúp em nha, caro đen 1P5. Caro đen 1P5 mấy chị, quả rất đẹp luôn. Rồi caro đen giùm em nha, 1P5. Vả đẹp ơi là đẹp luôn mấy chị, nói chung chất xịn đó. Hàng Mango nha, em là caro đen 1P5, caro đen. Tim đỏ, tay ngắn giống vậy. Đây là tay ngắn đúng không? Đây là thêm quay tìm kỹ mẫu tay ngắn đó, lên tay ngắn đi luôn. Cái này comment lên giùm em là dâu, mẻ dâu. Dâu đỏ ơi mấy chị. Dâu đỏ mấy chị ơi, nó tay ngắn nó like rồi, tim đỏ like rồi, lấy mẫu tay ngắn khác đi. Cái này em là bộ dâu nha, bộ tim rất sang luôn á. Tim nè. Tim là hàng 145 mấy chị. Tim này là hàng 145 nha mẹ tim. Cái này comment em là mẹ dâu. Dâu này là hàng 135.000, dâu 1P5. Dâu 1P5 mấy chị, dâu 1P5. Rồi dâu thì em nha, 1P5 dâu. Cái thơm, thơm xanh 1P5. Màu đẹp quá, thơm mà đẹp quá. Thơm giùm em nha, 1P5 thơm xanh. Quẻ thơm xanh 1P5. Ui, rất là đẹp luôn mấy chị. Rồi thơm xanh giùm em 1P5. Thơm xanh nha, 1P5. Cái này comment lên giùm em là gấu. Gấu đỏ 1P5. Gấu đỏ đây 1P5. Màu đẹp không à? Nói chung là họ tiếng này em lựa rồi, đẹp không à mấy chị ơi. Rồi gấu nha, gấu đỏ 1P5, bộ gấu đỏ. Comment em là gấu đỏ 1P5. Hàng Mango vải là siêu đỉnh rồi mấy chị ơi. Mặc cái này là thích nhất luôn rồi đó. Comment lên em là mẻ gấu đỏ nha, 1P5 gấu đỏ. Rồi mẫu này comment lên em là táo vàng. Cô gái đi, cô gái vàng. Cô gái vàng 1P5. Hàng này vải đẹp không à. Tim đỏ có một bộ thôi. Tim đỏ tới mấy bộ, còn mấy bộ. Tim đỏ còn 3-4 bộ vậy á. Ba bộ mà Thuy, có còn đúng không? Hết luôn đúng không? Ba bộ nha anh Thuy, tim đỏ tới 3 bộ. Chắc chắn không á, có lột không á. Tim đỏ này còn 3 bộ nha. Thì nó lấy tim đỏ của mình, tim đỏ với em. Rồi cái này của mình lên em là cô gái. Cô gái nha, cái này của mình lên em là cô gái 135.000 mẹ cô gái. 135 cô gái. Đấy là cái tim nó có một màu rồi nha Thuy, một màu. Còn được ba bộ á. Con mình lên giúp em. Cái này là cô gái vàng mấy chị, cô gái vàng. Tim mấy hàng này màu đẹp không mà. Em lựa từng màu mà. Cái này comment lên em là cô gái vàng mấy chị. 1P5 cô gái vàng. 1P5 cô gái vàng. Cái này comment em là gấu xanh. Gấu xanh cũng tay ngắn nè. Ôi, gấu xanh chữ nha. 1P5 giúp em, comment em là gấu xanh chữ 1P5. Gấu xanh chữ 1P5 mấy chị. Đẹp quá. Đẹp quá, đẹp luôn. Rồi đây 60kg lại men vừa, gấu xanh chữ với em 1P5. Rất là đẹp luôn á. Nói chung hàng Mango đây yên tâm mấy chị. Mà màu này cũng đẹp quá. Đây nè, cho em là gấu xanh nha, gấu xanh chữ.
gấu xanh chữ 1B5, gấu xanh chữ. Gấu xanh chữ nha mấy chị nha. Cái này là caro hồng tay dài, con mình em là caro hồng tay dài 145. Mẫu này tầm 55 56 kg lại vừa nha mấy chị nha. Caro hồng tay dài 145.000. 55 56 kg lại vừa. Con mình em là caro hồng 145. Vải rất đẹp luôn á. Caro hồng nha mấy chị nha, 145. Vải đẹp ơi là đẹp luôn. Rồi lấy caro hồng, con mình em là caro hồng 145. Đây nha mấy chị nha, caro hồng. Vả đẹp lắm. 40 tầm 55 56 57 kg vừa. Mẫu này giùm em nha, caro hồng 145. Caro hồng chốt là caro hồng mấy chị 145. Cái mẫu chữ trắng này là 125 nè. Rồi, mẫu chữ trắng này là 125 giùm em, cũng hàng mango luôn mấy chị. 125.000. 125.000 giúp em. Rồi form này 40kg đến tầm 56, 57, 58kg. Đổ lại mang vừa. Cái này mấy chị comment lên em là chữ trắng nha. Chữ trắng là 125.000 chữ trắng. Rồi chữ trắng giúp em, comment em là chữ trắng 125. Cái này hàng 125. Cái này hàng 125 mấy chị. Comment em là chữ trắng 125. Rồi chị nào lấy chốt lên giúp em nha, chữ trắng 125. Đây like rồi thôi Vinh. Chưa rồi. Rồi mẫu này con mình lo dùm em là mẫu gấu tay ngắn đó nè, bộ này cũng tay ngắn nè. Trời ơi dễ thương quá. Chữ nâu, cho em là gấu chữ nâu. Gấu chữ nâu nha mấy chị. Gấu chữ nâu 135 ngàn. Gấu chữ nâu hàng 135. Con mình lo em là gấu chữ nâu hàng 135. 40 đến hôm này 40kg đến 40kg tầm 56, 57kg men vừa. 40 tầm 56 57 58 cái men vừa. Mẫu này con mình em là gấu chữ nâu. Gấu chữ nâu mấy chị rất đẹp nha. Vải đẹp lắm. Cái hàng này vải đẹp lắm. Gấu chữ nâu giùm em nha. Gấu chữ nâu hàng này 1B5 Quảng Châu. Quảng Châu xịn đẹp luôn. Xịn đẹp tiểu luôn mấy chị. 1B5 giùm em nha, gấu chữ nâu 1B5. Bộ tim đỏ nè, tim đỏ luôn đúng không? Tim đỏ còn 4 bộ lận. Nhìn chi nãy chị nói bộ khác không? Sao khác? Khác không? Cổ khác đúng không? Bộ này nơ, cái này nơ tay dài. Rồi nơ ở trong cũng còn á. Nơ tay dài giùm em nha mấy chị nha, 135.000. Mẻ nơ tay dài. Rồi phong này 60kg lại men vừa. Phong này 60kg lại men vừa giúp em nha. Giùm là nơ tay dài 135. Rồi mẻ nơ tay dài mấy chị 135.000. Rồi ai lấy thì con mình lên là nơ tay dài nha, 1B5 nơ tay dài. Rồi con mình lên là nơ tay dài mấy chị, 1B5 nơ tay dài. Chốt lên em nha. Rồi cái mẻ quần lưng thun nè. Mẻ quần lưng thun này em còn size S 115.000. Quần sọc rin, quần sọc rin lưng thun còn size S 115. Ai lấy con mình lên giúp em mấy chị. Mấy cái quần này hàng đẹp lắm, vải rất là xịn. Quảng Châu xịn luôn giùm em nha. 115.000. Rồi quần này em còn mỗi size S thôi, ai lấy con mình em size S 115. Xếp này nha, chị hỏi thì nhớ nha. Con mình lấy giúp em nha. Rồi mấy chị lên giùm em là cái quần này nha, 115.000, size S nha mấy chị nha. Size S 115.000, size S. À lấy thì con mình lên giùm em nha, quần là quần lưng thun đó. Rồi. Quần là quần lưng thun nha mấy chị nha, size S 115. Lấy thì con mình lên giùm em nha. Bộ này tí hồi em treo trên này nè, mai lại nha. Này này, em treo trên này luôn ơi. Này cũng vậy.
Rồi lo dùm em mẫu này. Áo này còn cái em xem mấy chị còn 65. Rồi áo thun nha mấy chị nha, siêu 65, form này từ 40kg đến 60kg. Mấy chị xem em vừa. Rồi vừa thêu vừa đính trai nổi lên trên nè mấy chị. Lo dùm em là vàng 65. Vàng nha mấy chị nha, vàng này siêu 65, áo thun đơn giản, thun vàng đơn giản siêu 65. Nghe nè chị. Dạ không, nghe là tốt. Dạ, theo chị. Dạ đúng rồi. Dạ 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 rồi rồi rồi, để nói anh Trung cho. Sao kỳ ta chắc ngủ quên. Dạ chị chở ơi, chở chở nó về nhà chị đi. Lát nữa em nói anh Trung quay đó. Dạ dạ. Lo dùm em là áo hồng nha mấy chị ơi, áo thun tim hồng. Form này từ 40kg tới 60, 65kg vẫn vừa, coi mời em áo hồng nha. Áo này đang xem mấy chị còn 65.000. Lo với em là áo hồng 65 nha mấy chị nha. Cổ tim, áo hồng cổ tim, form này là form rộng á, mấy chị mặc cái quần ôm cũng được. Lo với em là áo hồng nha mấy chị nha, siêu 65.000 áo tim hồng. Tim hồng dùm em nè, siêu 65.000 tim hồng. Rồi yếm, yếm này em còn cái. Yếm này form từ 40kg đến 60kg men vừa mấy chị. Yếm này giúp em nè. Yếm này siêu còn 115.000, yếm kaki. Yếm kaki nha. Nó sẽ có cái túi ở đây nè mấy chị. Nó sẽ có cái túi ở đây nè, 40 đến 60 kg là men vừa. Con mình lo em là yếm nha. Ở sau nó có hai túi phía sau nữa mấy chị ơi. Ở sau cũng có hai túi phía sau luôn. Lo em là mẹ yếm này siêu còn 115.000. Mấy chị phối với lại áo không? Mấy chị phối là áo đen tay dài, áo len hoặc là áo thun trắng á. Là đẹp luôn nha. Con mình em là yếm siêu 115. Yếm này hàng Quảng Châu mấy chị, không có tiền áo. Siêu 115 ngàn yếm kaki. Con mình em là mẹ yếm siêu 115 nha. Tức là mẹ yếm siêu 115 mấy chị. Rồi mẹ yếm giùm em từ 40kg tới 60kg men vườn nha. Siêu 115, con mình em là yếm siêu 115. Rồi áo này siêu 59 này em còn nè. À lấy áo 59 chốt em là áo siêu 59 nha. Áo ghi lơ len. Rồi form này từ 40 đến 60kg men vừa. Con mình lên em là áo siêu 59 nha mấy chị nha. Siêu 59, à là áo 59, con mình em là áo 59. Mẫu này đang siêu 59.000. Rồi chốt lên giúp em nha mấy chị ơi. Áo siêu 59.000 áo. Rồi áo này siêu 59, à lấy vậy con mình lên giùm em nha. Rồi em nghỉ nha mấy chị ơi, nghỉ nha. True My Life. True My Life. Rồi nghỉ. Nghỉ nha mấy chị nha. True My Life. True My Life hàng mới của mình. Rồi tắt like, đây với ba mấy chị nha. Cảm ơn mấy chị nhiều.